Thứ duy nhất anh Khôi có thể bật trong nhà là bật nút bồi cơm. Ui giời, lòi thế. Được không? Như nào? Ơi giời ơi. Anh cho Bim lên stream ở đây, Bim đây. Đấy, Bim gọi Bim ơi, Bim ngó lại đầu kìa. Bim ơi. Đấy. Đây. Gọi Bim cái là Bim ra ngay. Ừ, khá quá anh ạ. May là phải học tao nhiều xỉu ạ. Để mà giữ cho nhà lúc nào cũng có nóc thì mày phải học tao. Trời ơi. Im phăng phắc này. Anh phải cưới vợ hai giống thầy à? Thôi. Thầy là số 1 rồi, thầy là một hệ tư tưởng rồi. Đấy. Không thể nào là được như thầy được đâu nhá. Thầy là một hệ tư tưởng rất là riêng rồi. Thế tối qua chị Chi đưa cho anh ba vả không? Sao vả thôi? Nóc nhà ngồi sau ở đâu? Ngủ rồi. Tao mày nói chuyện thoải mái, không nghe gì đâu. Biết rồi nó không nghe. To như là đít mịt ít. Hôm qua đứng cạnh một bạn sinh VL anh Khôi. Em 10.000 đồng. Hôm qua em dung canh một ban sinh. Thế mày có xin được số mà Túc Lê? Hôm qua đi xem pin dây đúng không? À pin gì đúng không? Mày đứng cạnh bạn sinh mày phải xin số chứ. Mày đứng cạnh mày toàn hít mùi nước hoa với cả ngửi mùi hôi nách thì làm sao mà ra được. Mày phải về mày phải tìm cái info phải không? Đấy. Mày tìm info, mày giả vờ mày. Mày cầm cốc nước. Ơi, anh bị ngã đấy. Ừ. Ui giời ơi, ướt hết áo em rồi. Cho anh xin lỗi nhá. Ừ, đấy, phải như thế thì mày xin được số chứ lại. Mày lại cứ bảo là mày đứng cạnh bạn sinh mà mày không triển khai được thì thôi vứt. Văn xe ôm à? Xin số về cho anh à? Không, điên được. Tôi có người yêu rồi, tôi sắp lấy vợ nơi, xin về cho tôi làm gì? Rồi xin em đấy. Nhưng bạn ấy đi cùng người yêu, thế thì mày kể ra làm cái gì? Túc Lê đã NIMO. Người ta đi cùng người yêu, mày kể ra làm cái gì? Cùng ngoài yêu mặt cười. Đi cùng người yêu thì thôi, gọi là toang rồi còn gì nữa. Anh ơi, trong cuộc đời thằng con trai chỉ cần một lần startup thành công như anh thôi. Ừ, đúng. Ừ. Lấy vợ nhà giàu phát nó thành công rồi. Hợp lý quá chứ gì nữa đấy. Chú 10 điểm à? Chứ gì nữa. À, tiện đây tôi làm một cái vote này để xem anh em là xem ý anh em như thế nào. Mở một cái bình chọn này. À, anh em thấy thích. Anh em thích tôi chơi. Thích tôi chơi thể loại game gì? Đó. Game đầu tiên là GTA 5 này. Game thứ hai là game kiểu FPS. Đấy. Mở ngoặc như là CS:GO. PUBG, Free Fire. Đấy. Hay là FIFA 4. FO4. Đấy. Còn lại dưới này là MOBA này, kiểu như là LOL. Đấy. Dota 2. Đấy, kiểu đấy. Anh em thử vote cho tôi cái xem anh em à. Thích tôi chơi cái thể loại nào nhất nào. Đấy. Tôi là tự tin ở cả ba thể loại nhưng tôi không biết là ý anh em là như thế nào thôi. Đấy để tôi xem cái xu hướng của người xem kênh tôi là thích xem cái kiểu gì. Đấy. Để tôi biết mà tôi tính toán chơi game cho nó phù hợp với anh em. Đấy. Thì anh em mà xin phép là anh em bỏ ra 1 phút làm cho tôi cái bình chọn này cái nhá. Để tôi tìm kiếm xem là tôi phù hợp với cả tựa game nào. Có phải như nhiều anh em mà không thích tôi đánh Liên Minh hay sao nhỉ? Ngày xưa tôi cũng là anh em nhìn thấy cái mỏ neo tôi vác ở trên vai đâu. Ngày xưa tôi cũng là chùm support đấy, đừng có đùa. Ngày xưa tôi nhớ là tôi lên tầm kim cương 2, kim cương 3 ở vị trí support ấy. Cái thời mà chưa có cao thủ với cả thách đấu đâu. Đấy. Là thế đấy là tôi cũng hơi bị làm bố đấy, đùa đâu. Xem anh em vote như nào nào. 62% là lựa chọn là GTA 5. Là thích cái game kiểu nhập vai, roleplay. Đấy. 32% thì lựa chọn là game FPS như là CS:GO, PUBG hay là FIFA Online 4. Còn lại 7% là chọn những game MOBA như LOL, Dota 2 thôi. Ừ đấy. Tôi biết như này là tôi biết là xu hướng người xem mà thích tôi chơi GTA 5. Đấy.
Thế là nhiều lúc tôi chơi GTA 5 thì là cũng chiều xu hướng đa số người xem thôi. Thì anh em cũng đừng có mắng tôi là suốt ngày chơi GTA nhá. Anh em phải hiểu cho tôi cái. Không có vote Free Fire nhá. Free Fire thì không điền vào được. Nó bị full ô đấy rồi, không điền vào được. 32% là fan của Free Fire à? À thế à? Free Fire vô địch à? Úi giời. Free Fire thì đỉnh rồi. Free Fire thì anh em lại phải xem lại cái cắt cũ của tôi cơ. Ui cảm ơn Bibo nhé, cảm ơn bạn. Đây là phải xem lại cái cắt là các bạn mới thấy là đúng là Free Fire là đỉnh luôn. Free Fire number one luôn. Đây, fan Free Fire anh em phải xem lại. Đấy anh em xem lại với chuẩn này. Hello. No, 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 PUBG, no, PUBG. Free Fire, yes. You are player Free Fire? Yes. Free Fire number one. Free Fire number one. Phải như thế chứ. Bài viết đang chờ các bạn gì đây? Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể nào cản bước được ma gaming của ý chí sinh tồn đến say bu ya đi bên đồng đội 2-3 sông pha. Tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn giấy, đóng góp cho tương lai sport Việt Nam. Anti thì. Nhạc vãi đái luôn. Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể nào cản bước được ba gaming của ý chí sinh tồn đến say bu ya đi bên đồng đội 2-3 sông pha. Tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn giấy, đóng góp cho tương lai sport Việt Nam. Anti thì. Xin đấy. Mày đi đéo đâu bây giờ mày thấy mặt đấy. Đéo người yêu. Cuối tuần phải dành cho vợ con chứ anh. Ôi trời. Trời ơi, em còn móm. Nghe nãy thấy đồn cả Yên Lãng nhỉ. Hôm nay phải dỗ người yêu rồi chứ nào nhỉ. Mẹ là cú vơ mà. Thế à? Đấy nó là gia vị của tình yêu đấy. Gia vị này hơi mặn nhỉ. Lúc tối là em phải bắt chanh vào ngay. Hơi mặn cái là mình phải bắt chanh ngay. Bắt chanh à? Bắt gì khác? Dạ chú. Dạ chú à. Thầy chơi cháy đấy. Thầy cháy thật sự thầy. Chưa duyên cho lắm đấy nhá. Thầy là chưa duyên cho lắm nhá. Thầy thầy là chưa duyên cho lắm nhá, thầy lại bảo vắt sữa chua là thầy là chưa duyên nhá. Anh Khôi ơi, anh để cho em động lực để từ bỏ crush 7 năm được không ạ? Em không dám nói ra từ lâu rồi. Trời ơi, em ơi. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Mạnh mẽ lên em, một phát thôi. Chỉ một cú thôi. Mày nói phát từ chối phát là thôi xong. Mày mất luôn cái crush 7 năm luôn. Đấy. Tự tin lên em, làm một chuyến đi. Làm một chuyến đi anh nói thật, thử đi. Ơ cảm ơn họ nhà gấu nhá, cảm ơn bạn. 7 năm rồi, mày crush 7 năm rồi mày không dám tỏ tình thì tao cũng nghiều mày bị làm sao, thật. Thôi anh nghĩ là đằng nào cũng mất một lần, đằng nào cũng mất một cơ hội. Đấy, anh nghĩ là thử đi. Đã 7 năm rồi, ông bảo là bây giờ mới học lớp 8, à quên em học lớp 3, lớp 4 thì thôi. 7 năm rồi, ông thích người ta từ năm 2 tuổi, chịu đấy. Crush 7 năm, tỏ tình, yêu 2 tháng xong chia tay. Ô, mày bị thế á, Tùng Béo? Điều. Chim mà chỉ để đi đái đã có người yêu méo đâu mà yêu 2 tháng chia tay. Hay là không chịu làm ăn gì thì người ta mới chia tay gì, đúng không? Nhưng mà mày crush người ta, mày phải biết trước là người ta có người yêu chưa không nhá. Chứ ông crush người ta mà người ta người yêu rồi ông vẫn bảo người kia là người ta là anh thích em lắm cái thứ này thì chắc chắn là fail đấy. Ừ. Mày phải tìm hiểu xem là người ta có người yêu chưa. Ừ đấy. Hoặc người ta lấy chồng chưa. Ông phải tìm đúng người có chồng rồi ông ra anh bảo anh mà. Vừa nghe ông kia khuyên là ra bảo thích em lắm không. Thì mày ăn vả đấy. Ừ, mày bị đánh cho đấy.
phải tìm hiểu trước nhá, là người ta mà có người yêu rồi thì thôi. Thôi đừng dính vào yêu đương mọi người ạ. Ờ kìa, sao lại không dính? Dính vào yêu đương thì nhiều lúc nó cũng có cái hay. Ừ. Đấy, có cái một chút gia vị tình yêu. Ừ. Lúc nóng với lúc lạnh. Anh cho em một lời khuyên với ạ, em lún sâu vào tài xỉu. Úi dồi. Đến bây giờ mà công vẫn tin được mấy cái trang cờ bạc ở trên mạng à? Bỏ đi. Cái đấy nó người ta có thể là điều chỉnh được hết đây. 10 ông chơi thì 11 ông báo nhà đấy. Vẫn đâm đầu vào để tôi chịu ông đấy. Nghỉ đi, bỏ đi. Cái tiền đấy hàng tháng thì thả các bạn cầm cái tiền đấy. Các bạn hỗ trợ những người hoàn cảnh khó khăn. Đấy. Hoặc là có mấy cái chương trình nuôi em các thứ ấy. Đấy. Còn nếu không thì các bạn mà nhiều quá không biết làm gì thì các bạn có thể lên xem stream các bạn donate. Ờ, đấy. Nó có cái thú vui như thế nó phải sướng hơn bao nhiêu không? Rồi các bạn cứ đâm đầu mấy cái đấy rồi xong rồi toàn toang thôi. Bỏ đi nhá. Bỏ đi mà làm người. Bỏ đi. Nu, bỏ đi. Bỏ đi, nói thật, bỏ đi. Không khều, đang nói chuyện đấy thật. Tôi nói chuyện là ông làm mà nhiều quá cơ thì tôi mới nói thế chứ. Khều đâu mà khều, buồn cười, cứ bảo người ta khều thôi. Tôi ngồi bình thường nói chuyện bình thường với bạn các bạn, comment là tôi đọc được hết. Đấy. Chứ có bảo là tôi chỉ đọc những bạn nào donate thôi hay tôi chỉ trả lời những bạn donate đâu. Đấy, tôi ngồi nói chuyện các bạn bình thường mà. Các bạn chat, các bạn comment là tôi đọc được là tôi trả lời hết. Tình cảm như thế mà vẫn bị nói. Ừ, anh lười lắm. Ừ, anh suốt ngày nghỉ thôi. Ừ, đấy. Chú Khôi cho em hỏi là thằng bạn em bị người yêu chia tay, xong nó nói em làm người yêu nó chia tay thì em nói gì chú? Là sao? Tức là em mà can thiệp vào chuyện tình của chúng nó à? À, em lại thêm thắt nó nói xấu thằng này thằng kia à, đúng không? Như nào mà chúng nó lại chia tay? Lạ thật đấy. Bây giờ chia tay là chắc chắn là có sự can thiệp của người thứ ba hay sao? Mày những người thứ ba hay sao ấy, đúng không? Mà nó lại hỏi thế nhờ. Em có người anh không dám tỏ tình rồi thành bạn thân luôn anh ạ. Ui dồi ôi. Thế thì suốt đời là bạn thân à? Nhưng mà đúng là bây giờ mà tỏ tình một cái thì lại mất luôn cái tình bạn nhờ. Khó thật chứ. Cũng chả biết làm thế nào. Thật. Chả biết làm thế nào. Thấy anh Khôi hạnh phúc, làm em có niềm tin vào tình yêu. Ui, vỡ vẩn năm nay tôi lại được giải Nobel tình yêu chứ chở, đùa đâu. Ôi giời ơi, yêu là cưới ngay, không phải nói nhiều. Cái gì đây? Anh Khôi ơi, niềm của Nick tán em rồi tỏ tình với em nó lạ lắm anh à, dấu lớn. Người yêu mới của người yêu cũ nó tán em á? Ôi giời. Ông này hai hệ à? Cả nam cả nữ tán ông à? Ờ, lạ thật đấy nhở. Ừ, thế là thế nào nhở? Người yêu mới lại của người yêu cũ ấy, tán ông. Thế là nam hay là nữ tán ông nhở? Nghe bắt đầu đoạn này nó hơi bị phức tạp đấy. Nghe trong đầu nó hơi bị là lùng bùng, con nhà bùng nhùng đấy nhá. Ờ, hơi bùng binh đấy nhá. Ơi. Đây à. Nhiều nhất đấy. Nhiều nhất đấy. Ngon. Nhiều nhất đấy, yêu nhất đấy, yêu nhất đấy. Ừ, nghe nó có mùi sai sai ở đâu á. Trông anh có phải ngoan ngoãn nhất chứ. Ôi trời, không phải trông. Mà đúng thế thật luôn. Tôi nói thật với anh em luôn là tôi hơi bị ngoan luôn, thật. Tôi có hút gì đâu, không hút gì cả. Ơi. Không để đấy luôn, để thế này này. Bim liếm nào. Để đây bim không sao liếm á. Đạp vào đi sao. Trời. Giờ này năm ngoái còn ế. Ờ đấy là giờ này năm ngoái. Bây giờ sắp lấy vợ nhá. Ờ, nhìn thấy chưa. Hey. Đấy. Hey. Yêu nhất đấy. Anh chỉ hút hồn các bạn nữ thì chết mày. Nói là lộ hết bí mật của tao ra. Hơi giời ơi. Ờ, anh cảm ơn Hương nhé, cảm ơn em nhé. Đâu không thấy gì á? À, nằm xuống rồi. Nằm xuống xem iPad rồi. Không. Chỉ này mà không thấy, các bạn mà không thấy đâu. Chị Chin có mua cái gậy đánh anh Khôi không? À, không. Gậy mỗi tôi có, tôi đánh thôi. Chin làm gì có đâu mà đánh tôi.
anh Khôi có đặt tiền con chưa? Ui, nói không phải gì chứ trộm vía là tôi có trong đầu tôi hai cái tên đấy. Đấy là tôi chỉ thích đặt tên con trai thôi, tên con gái thì tôi không nghĩ đặt tên gì. Chứ nếu mà tên con trai là tôi định đặt Lê Minh Tuấn và Lê Minh Tú đấy. Thế nhà là có Khôi Chi Tuấn Tú luôn đấy, đừng có đùa. Thôi bị đỉnh nó sợ Lê Minh Mõm. Eo đặt tên con là Mõm bao giờ không? Lê Trung Kiên nè. Kiên đúc tên rồi. Khôi với Trang bằng Khang à? Khang lại tên là bố thằng bạn tôi. Sao Lê Minh Khang nghe Khang nó cứ thế nào nó cứ bị ngang ngang. Lê Minh Níp á? Lê Minh Khanh á? Không, Khanh là tên của cháu tôi rồi, không được. Lê Minh Tùng, mẹ thế thành Tùng Béo à? Lê Trung Kiên. Lê Minh Chốc. Đúng rồi, đặt tên Kiên là Phạm Huy á. Lê Minh Hồ à? Không. Thế lớn lên răng nó bị hồ sao? Nên lớp các bạn gọi hồ hay hồ đấy. Thế nếu mà các bạn mà hoặc là cô giáo mà gọi đúng tên là mời bạn Lê Minh Hồ lên bảng thì nghe nó còn Hàn Quốc. À, mời bạn Hồ lên bảng nhá. Nghe đã thấy là muốn đuổi về rồi. Kiểu gì đi học rồi các bạn cũng bảo là răng hồ thôi, đấy không được. Lê Khôi Nguyên á, Khôi Nguyên nghe tên quen lắm nhá. Kiểu như là bên nào đặt rồi sao nghe tên quen lắm. Lê Đức Anh không được, Phạm Húy. Không được, không lại đặt Lê Đức Anh thật. Lê Kim Ma là quả trứng gà, không được. Đẻ con ra lại như quả trứng gà chết. Lê Văn Thanh Phước Khoa, tên dài quá. Đấy thì cứ nghĩ mấy cái tên Lê Tùng Vân được không? Lại đặt tên đấy. Lớn rồi đi học rồi làm thầy ông nội cũng được. Không đặt mấy cái tên đấy được. Lê Thái Linh. Thế lại giống chú Nhím không được. Lê Lợi thì giống thằng Lòi Lè. Thằng Lòi Lè cũng là Lê Lợi mà. Thằng Lòi Lè là cái Lê gì Lợi chứ không nhớ. Nó là Lê Lợi. Lê Nam Hải à? Ô thế giống thằng Bomman à? Lớn lên nó cứ đập bàn thì không được. Tính như thế là không được. Lê Lết à? Đây là tên con này Lê Lết. Mấy ông nó cũng vui tính lắm, mới đặt tên là tôi thấy là cũng vui tính lắm đấy.